theo đó từ 10 giờ ngày. Từ 10 giờ ngày 9 tháng 12, khoảng 40.000 vé đã được bán ra tại sân Bukit Jalil. Đúng giờ mở bán vé, dòng người xô đẩy nhau không còn hàng lối, khác hẳn với những gì vừa diễn ra trật tự cách đó ít giờ đồng hồ. Cổng A của sân Bukit Jalil đặt kín người vây quanh bán vé. Khung cảnh hỗn loạn khiến việc bán vé gặp rất nhiều khó khăn. Những người xếp hàng trước không thể nào mua được vé vì bị dòng người từ phía sau dồn lên. Sức ép quá mức khiến cho nhiều người ngất xỉu và được khiêng ra ngoài, đưa đi bệnh viện. Tình hình càng lúc càng căng thẳng khi ban tổ chức đóng cửa quầy vé vì khán giả không chịu xếp hàng và ổn định trật tự. Cảnh sát phải vào cuộc và can thiệp. Đàm phán cũng có, can thiệp cũng có thì đám đông mới tạm thời ổn định được trật tự.